thì ông cứ rót tiền vô đi ha, bên tôi được việc, bên ông cũng rửa được một mớ đó. Tôi đang cần gấp, có dự án này ngoài Đà Nẵng cũng ngon lắm, cũng rửa được kha khá đó. Ông không gom được sao? Tôi với ông làm ăn bao nhiêu lâu nay rồi, dạo này tôi thấy ông hơi bị chùng tay đó. Ok, bye ông. Lúc không cần thì đưa tới, lúc cần thì nói từ từ. Tìm được chỗ rửa ngon hơn rồi sao? Vào đi. Dạ con chào chú. Cậu ngồi đi. Bên ông Miên đã gửi thông báo từ chối hợp tác rồi đó. Chắc chắn là bên Nam Thiên họ thắng rồi. Nhờ có ông ta bảo chứng nên bên Nam Thiên gọi vốn vô ào ào. Miếng đất ở ngoài đó coi như nằm trong tay tụi nó rồi. Con xin lỗi, tất cả là do con hết. Xin lỗi thì được gì chứ. Bây giờ cậu làm cho tốt dự án Đăng Khôi đi. Hà Giang gặp đủ thứ chuyện rồi, tôi không muốn mất thêm gì nữa đâu. Dạ con biết rồi. Tôi có nghe cậu nói sẽ lật ngược được thế cờ mà. Nhưng mà chúng ta phải chờ bên Nam Thiên ký hợp đồng mới quyết định được. Chờ bên Nam Thiên mua xong, làm dự án, thu về một đống tiền, sau đó giật dậy Nam Thiên, tới lúc đó thì tới chúc mừng hả? À, mà cậu là con rể của Nam Thiên mà, chắc cũng sơ múi được một mớ chứ gì. Dạ không, con và anh Tuyết sắp ly hôn. Con là người của Hà Giang, chú hãy tin ở con. Ly hôn? Các cô cậu làm cho con gái tôi phải đau khổ. Tôi vì công việc nên phải mắt nhắm mắt mở để cho qua. Cậu còn đám cưới rình rang nữa, bây giờ lại nói ly hôn. Tôi không hiểu thanh niên các cậu bây giờ ra sao nữa. Dạ chuyện tình cảm của nhiều gái khó nói lắm. Còn chuyện thằng Thiên với con Yến sao? Em đẹp chứ? Con nghĩ chắc không. Người yêu cũ của thằng Thiên vừa từ bên Mỹ về, nghe nói là gia đình bên Mỹ cũng khá lắm, lại là con một. Con nghĩ đây là cứu cánh của gia đình đó đó chú. Cái nhà bên đó tới phút cuối lúc nào cũng dựa dẫm vào đàn bà. Nếu chuyện đó là sự thật thì tôi cũng không cho con Yến nó lún sâu vào nữa. Chuyện tôi muốn thực hiện với Nam Thiên thì cũng sẽ dễ dàng hơn. Còn cậu, cậu còn hy vọng tái hợp với nó chứ? Chú, ông Hậu, đã đến lúc chúng ta dùng cũng được hơn rồi đó. Con nghe nói là ổng được quyền nắm giữ các thông tin của khách hàng, các cổ đông và các dự án của Nam Thiên. Vậy thì chúng ta tới gặp ông ta để tâm sự thôi. Ông ta bây giờ đang trông chú như là trông mẹ đi chợ về. Dạ. Yeah. Dạ thôi, cô xin phép về phòng làm việc. Nếu đúng như lời thằng Khôi nói thì Hải Yến nhà mình cũng khó mà vào được nhà đó làm dâu. Vậy bây giờ con đường chiếm được Nam Thiên chỉ còn cách là tiêu diệt nó thôi. Bữa sau á, bà có ghi tên người nhận á thì nhớ ghi cho rõ nha. Chứ bà ghi ở trên phong bì á là tên người này nhận, mà người khác tới nhận tôi không có dám giao hàng. Rồi hả, trễ nải công việc, sau này chị em mình mất lòng nữa, biết không? Biết rồi, nói hoài. Dạ, em chào chị. Chào các em. Tôi nghe đồn á, đó là mối tình đầu của giám đốc Thiên. Tài sản ở bên Mỹ á kết xù lắm á bà. Vậy là ăn đứt Hà Giang rồi. Nghe nói là sắp kết thông gia mà đâu có ưa gì nhau đâu. Bởi vậy tình cũ không rủ cũng tới. Ai hả ở đâu người ngoài mà đi xem xét rót vốn vô cứu công ty, trong khi đó công ty gặp khó khăn chồng chất. Vậy thì càng tốt chứ sao, tụi mình đỡ phải thất nghiệp. Chứ giờ hả kiếm công việc khó khăn lắm bà ơi. Khó không? Khó chứ. Khó thì đi về làm việc đi bà, để đứng đan hộ tôi với bà bị đuổi việc bây giờ. Chắc bà không nhiều chuyện. Dạo này em thấy anh hơi tiều tụy đó. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Anh đừng có gì lao vào công việc nhiều quá,
biết là công việc rất là nhiều, nhưng mà anh có cố thì nó cũng như vậy thôi. Sao tự nhiên hôm nay cô lại ăn nói nhỏ nhẹ với tôi như vậy? Em xin lỗi vì những chuyện đã qua. Cô đừng dở bài cũ nữa. Chuyện ly hôn em đồng ý. Cô chấp nhận ly hôn sao? Dễ dàng buông tay vậy à? Điều kiện là gì? Cô nói luôn đi. Anh có thể đợi mẹ em tỉnh dậy rồi mình hãy ly hôn được. Bà ấy hôn mê, không biết lúc nào mới tỉnh. Bà ấy đang miên man như vậy mà cô dùng bà ấy để trói chân tôi sao? Muốn cứu vãn à? Không, em không bao giờ muốn trói chân người đã muốn ra đi. Em chỉ mong là anh nghĩ tới một chút tình nghĩa mà đợi mẹ em tỉnh dậy. Mẹ em đã khổ suốt cuộc đời này vì em rồi, và mẹ đã rất hạnh phúc khi biết được em và anh cưới nhau. Nên em không muốn khi bà ấy tỉnh dậy thì biết con gái của mình đã bị bỏ rơi. Thôi được rồi, tạm biệt vậy đi. Chúng ta chưa ly hôn. Anh có thể xem là chúng ta đang ly thân. Và đây cũng là khoảng thời gian mà em và anh nghĩ lại tất cả những chuyện đã qua. Em và mẹ sẽ đi đâu đó thật xa, trả lại cho anh và mọi người cuộc sống như cũ. Anh cố gắng chờ nhé. Con chào ba. Ba nghỉ ngơi nha. Hôm nay ba bận việc cho nên không ghé thăm mẹ được. Mẹ đừng buồn ba nha. Dạo này công ty gặp nhiều khó khăn cho nên ba con cũng cực lắm. Nhìn mẹ nằm như vậy giống như là đang có một giấc mộng đẹp vậy. Mẹ biết không, lâu rồi con không có được một giấc ngủ ngon. Con lại thường hay khóc trước khi đi ngủ, giống như là mẹ ngày xưa vậy đó. Mẹ muốn chiến đấu với bà Lệ Bình. Tại sao mẹ cứ nằm ở đây hoài vậy mẹ? Mẹ là người đã gặp quá nhiều thiệt thòi rồi. Mẹ đã nhường ba cho họ suốt bao nhiêu năm qua, tại sao bây giờ mẹ vẫn nằm ở đây? Còn họ thì vui vẻ hạnh phúc bên nhau chứ. Mẹ cứ nghỉ ngơi đi, con sẽ thay mẹ lấy lại công bằng. Giờ thì con còn có gì đâu mà mất. Anh Khôi cũng muốn bỏ con để chạy theo cô ta. Nhưng mà mẹ ơi, cô ta đã có tất cả mọi thứ, tại sao con cứ chạy mãi mà không đuổi kịp cô ta vậy hả mẹ?